phần ngân của chú khi làm phần sự chú rất hạnh phúc, cũng từ sự chỉ dạy của sư phụ cùng đại tăng và sự hướng dẫn của cô chủ nhiệm, chú cùng các cô bác Phật tử cũng cố gắng gửi gắm vào những cái món ăn phụ cho các con để mong muốn cho các con có thêm năng lượng để trải nghiệm các khóa tu mùa hè cũng thật nhiều bổ ích. Chú và các cô bác Phật tử cũng mong muốn khi các con chạy về nhà thì cũng là con ngoan trò giỏi, biết thương lời cha mẹ và lại sẽ sớm trở lại khóa tu năm sau nhé. Có bị gì cả.